Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hôm thứ Hai đã khuyến cáo người dân Hoa Kỳ không nên đến Canada vì số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng. CDC đã nâng khuyến nghị du lịch của mình lên cấp độ 4, nghĩa là rất cao đối với Canada, nói với người dân rằng họ nên tránh đi du lịch đến nước láng giềng phía Bắc của mình. CDC hiện đang liệt kê khoảng 80 điểm đến trên toàn thế giới ở cấp độ 4. Họ cũng đã nâng cao Curacao lên cấp 4 vào thứ Hai. Tháng trước, thì chính phủ Canada đã kêu gọi người dân không nên rời khỏi đất nước để đi du lịch mà không cần thiết. Số ca nhập viện COVID-19 ở Hoa Kỳ đã lên một mức cao mới với 132.646 người, theo thống kê của Reuters hôm thứ Hai, vượt qua mức kỷ lục 132.051 người được thiết lập vào tháng Giêng năm ngoái, trong bối cảnh sự gia tăng của biến thể Omicron rất dễ lây lan.